Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu là người có trách nhiệm, có tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao. Họ rất chuyên cần, làm việc hiệu quả, có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Họ sẽ nhận trách nhiệm mà không trông chờ được đền đáp. Động cơ thúc đẩy họ chính là thành công. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Dậu luôn đề ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi những người khác làm theo. Bên cạnh đó, hành thổ mang lại cho Kỷ Dậu sự ổn định và tính thực tế. Người sinh năm này thường điềm tĩnh và chín chắn. Họ khá dè dặt và thận trọng khi đưa ra các quyết định. Tuy không uyên bác như những tuổi Dậu còn lại, Kỷ Dậu nổi trội bởi trí thông minh, mang tính thực tế, kết quả của những quan sát bền bỉ và sự ngấm dần những bài học mà cuộc đời đã dạy. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh đại dịch thổ, may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm, xuôi gió. Tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu, song khi vượt qua những điều đó, cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước. Thành công càng ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như trong cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục. Nhờ thế mà luôn dễ giành được thành công. Con giáp này được quý nhân luôn ở bên mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân của bản mệnh, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi trở nên tự cao, tự đại, nếu không sẽ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Bước sang tháng 6 âm lịch, vận thế của các bác tuổi Kỷ Dậu cực vượng, quý nhân trợ giúp cũng giúp các bác có những hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt, khiến các bác không phải chịu đựng quá nhiều áp lực trong công việc. Tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, cần phải phân tích rõ những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra các quyết định. Tuy nhiên, với các bác tuổi Kỷ Dậu ở độ tuổi này, sự nghiệp hay tài lộc không còn là vấn đề cần được quan tâm. Các bác đã trải qua hơn nửa đời người vất vả, bươn trải với cơm áo gạo tiền. Thời gian này là khoảng thời gian tốt để các bác quan tâm đến sức khỏe và gia đình mình. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng này khá ổn định. Chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian, sức khỏe cho công việc. Kỷ âm thổ gặp ất âm mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm,
tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 6 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Các bác dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công việc. Các bác không giỏi quản lý, thường làm mọi thứ một cách vội vàng, luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, các bác nên hết sức thận trọng, cho dù có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ ở xung quanh. Đặc biệt để tăng may mắn, cải mệnh, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu, tăng cường may mắn, chiêu cát lành và tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng vòng, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, tương trợ công việc hành thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng các bác vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho các bác những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính do tính cả nể, hào phóng nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Các bác cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể, thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bác làm kinh doanh, buôn bán, làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian ở bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi nữa để giữ gìn hòa khí. Tháng này, gia đình các bác sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến du lịch xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của các thành viên. Đặc biệt trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lực ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Đối với gia chủ Kỷ Dậu 1969, tử vi tháng này khuyên các bác nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi của các bác không còn trẻ khiến bản thân mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ của các bác. Các bác cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng, lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tỉnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe, trở nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Cô chú tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Kỷ Dậu sinh năm 1969. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch, để các bác tuổi Kỷ Dậu có thể nắm rõ,
tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm sa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cụ, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 6 từ ngày 18 tháng 7 dương lịch, nạp giáp đình mão, nạp âm lô trung họa. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 6 từ ngày 30 tháng 7 dương lịch, nạp giáp kỷ mão, nạp âm thành đầu thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những công việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích tài lộc, tình duyên, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Kỷ Dậu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 6, tức ngày 19 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 6, tức ngày 31 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạc Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc quý gia chủ có thể liên hệ trực tiếp với số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.